virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, return the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Bồng thinh đại đức tăng thinh vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh linh duyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn như hạ liêu sanh thoát tư Phổ Đạt Lạc Tốt Chư Vô Sanh. How much the blessed noble and perfectly enlightened one. Namo Sarantho Suche Doye Alahati San Miao Samputo Siye. Namo Tat Dak Tha Toya Daya Alahade Tamiyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa ba he jie wa jie na zao yu wo jin jie wen de shou chi yin jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Bay Chark, Venerable Shenhua, Shamini, and Good Noi Advisor, Semitofo. Tufo Pusa, Liu Zhu, Shifu Shangra, Shamini, Gowei Shang Chishir, Semitofo. Tufo Pota, Hoa Thu, Lục Tổ, Hoa Thu, Tinh Hoa, Kinh Thưa, Sư Cô, Hoa Thu, Thịnh, Trí Thức, A Di Đà Phật. Today is the 6th of May, 2012. We are gathered here in Rosemead, California, to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 141. When you meditate, when you cultivate, khi quý vị tu, whether hoặc là có thể thiền hoặc có thể ngồi tu hành bất cứ pháp môn nào, you have to contemplate. Thì quý vị phải biết quán. The Hinayana call it Vipassana. Bên Nguyên Thủy có cái pháp quán là pháp thiền Vipassana, thiền quán. Mahayana, we contemplate. We have many, many more contemplation dharma bên Phật giáo Đại thừa có nhiều cái phương pháp quán nhiều hơn nhiều. Yeah. But they go they're known depending on the various Mahayana schools. Tùy theo cái tông phái của Đại thừa thì có mỗi tông phái có cái phương pháp quán riêng của họ. Để giúp chúng ta khai mở trí huệ. Each school, Mahayana school, have their own contemplation dharma with the objective of helping us unfold our true wisdom, our unobstructed wisdom, cái trí huệ mà vô ngại, trí huệ của chư Phật. This is the wisdom of the Buddhas and the Bodhisattvas. So today on slide 141. We have the first exposure, a very important exposure to the major schools
of contemplation. In particular, the Tiantai school contemplation is one of the very important one for our cultivation. Nhất là về cái thông thiên thai này, nó có một cái phương pháp quán rất quan trọng cho chúng ta. The Tiantai school advocates the three kinds of contemplations. Thông thiên thai đó, chủ trương ba cái loại quán chính. Yeah. 所以我们今天要讲这个观的这个法门，就是在大乘佛教里面非常重要的一个法门。那我们今天要讲这个天台宗，他们讲强调这个三个观，就是空假中之理。Let me emphasize to you that this contemplation dharma here is a consolation dharma for the advanced level practitioner. It's not for us yet. Nói cho quý vị biết, khi mình nói có thiền quán, cái phương pháp quán này, những cái phương pháp môn quán này là pháp môn cho những cái người mà công phu cao rồi. Và trung ngu, trình độ chúng ta còn hơi thấp, chưa quán được những cái cơ gì sử dụng cái quán này đâu. So our level is a little bit low. Your level is pretty low. Therefore, it's premature to talk about these types of contemplations. However, it's important to talk right now because I want to plant the seeds in you so that you know as you progress along, there's some point in time you'll be taught these types of contemplations. Okay? Thì mặc dù trình độ quý vị còn thấp, thầy nói về những cái pháp môn quán là nó hơi sớm một tí. Điều thầy ngày muốn nói cái chuyện này tại muốn trồng cái chủng tử cho quý vị biết rằng tới một trình độ ngày nào đó, tu một ngày tới một trình độ nào đó rồi ấy, thầy quý vị sẽ dạy quý vị mấy phương pháp quán đó. Okay, my point to you is your good no advisor, if he's a real good teacher, at some point in time he'll call you and say, hey, come here, it's time for you to be taught the contemplation dharmas. Okay, because he knows this is time for you to begin practicing these contemplations. Tại vì cái vị thiện tri thức mà biết đường, thực sự biết đường sẽ nhận thức ra được cái vị đến lúc mà phải cần sử dụng cái pháp môn quán này, okay, để tiếp tục tiến bộ. Okay. Cái người vị thiện ngài sẽ nói đến lúc mà con phải lo phải biết quán để mà khai mở trí huệ. Tới trước lúc đó thì cái vị khỏi cần lo. Until that happens, you don't worry about it. Right, Thomas? You don't sit there and say, I should contemplate the empty. I should contemplate the false. I should contemplate the middle ground. That's nonsense. Chẳng đừng có ngồi đó. Ngài đang nói ông thầy, ông dạy ba pháp quán này là bây giờ tôi phải bắt đầu quán cái không, quán cái tục, quán cái trung. Quý vị làm như vậy, quý vị sẽ tẩu hòa nhập ma. If you go like that, you will run into big trouble. You get nowhere. 所以法师说这个观的这个法门呢，其实对我们来说还是太不是给这个进阶级的这个修行者修的。但是他今天要讲，就是让我们种下这个种子，等到时候时机到了以后，你们的善知识们就会跟你说，我要你们修这个观的才会提醒你来修这个观的法门。那还没到的时候，可以不用担心。 I am cautioning you. Khuyên quý vị nên cẩn thận. Because I was talking to someone yesterday, Big Shuni, em có nói chuyện một cái vị tỳ kheo ni. One of her co-cultivator is from the beggar tradition, thành cái một cái người đồng tu đó, là cùng trong cái dòng khất sĩ. Chỉ sư đó, beggar tradition. Okay. Now, from the beggar tradition, that's basically Hinayana. Okay. Cái dòng khất sĩ là cái dòng chính, là dòng tiểu thừa. Okay. And what is she doing? What is she practicing? Tu pháp môn cô này, tu pháp môn gì? She's practicing the Hoa Tổ. Dòng khất sĩ mà đang luyện cái môn thiền là thiền tham thọ đầu. The Hoa Tổ is
Big Mahayana Dharma Door in a Chinese school. Cái tham thọ đầu là một cái pháp môn luyện thiền của Đại Thừa. And she's so adamant about cultivating the huato that it's surprising to me. Này đối cá nhân tôi thấy cái người này mà dám tu tham thoại đầu, mà nhất định tu tham thoại đầu. When she doesn't quite know how to cultivate, mặc dù nhất định tu cái pháp môn tham thoại đầu, pháp môn thiền đồng này đó. Pháp còn dữ lắm. Đó. Mà không biết cách tu. I don't see her knowing what to do. Không biết cái người này không đủ, không hiểu pháp môn đó, tu pháp môn đó. Thứ nhất. Number one, she doesn't know how to cultivate the hoa tổ. Number two, I don't see her having the potential to do the hoa tổ, to accomplish the hoa tổ. Thứ nhì, thầy thấy cái người này không đủ khả năng để mà thành tựu được cái pháp môn tham thọ đầu, tham thọ đầu này. Okay. Now, my point to you is that you have, if you really are serious about cultivation to advanced levels, you need to learn and seek a good noble advisor. Thành ý thầy muốn nói là quý vị khi muốn tu lên trình độ cao đó, phải nhớ chọn người thiền trí thức, chứ đừng có khăng khăng mà nghĩ là mình biết hết tất cả, mình có thể tự tu được. Please do not make the mistakes of the overwhelming majority of the practitioners in Buddhism who think they know everything and they can handle it by themselves. And you don't listen to advices anymore. Không có ai là thầy mình nữa, nghĩ cái gì mình cũng biết hết rồi. Okay, cẩn thận cái chuyện đó. You have to be very, very careful. So anyway, in the Tiantai school, at some point in time, at some point in time in your cultivation path, your good advisor will come to you and say, well, it's time for you to learn the contemplations. Nhắc lại là thầy mong ngày nào đó quý vị sẽ có được cái duyên để bắt đầu được người thiện người thầy. Dạy quý vị để bắt đầu tu cái quán này. The three contemplations of the Tiantai school will help you become enlightened. Cái ba pháp môn quán này của bên tông Tiantai đó sẽ giúp quý vị đắc được giác ngộ. 所以这个三观的这个法门呢是会帮助你 觉悟的. Okay. You will be taught to contemplate the empty. Quý vị sẽ được dạy quán cái không. 所以会学到怎么去观这个空. After you accomplish contemplating the emptiness, sau khi quý vị đã thành tựu pháp môn quán cái không rồi, then you'll be taught how to contemplate the mundane. Yes. 关这个，不知道，问题。俗。俗。哦。哎，thứ tự nó trật. Sau khi quý vị thành tựu quán cái không rồi, quý vị sẽ được dạy quán cái tục.
Okay? Remember the order. And then after you accomplish contemplating the mundane, then you'll be taught to contemplate the middle way. Sau khi cái vị thành tựu quán không sẽ được dạy quán tục. Sau khi thành tựu quán tục sẽ được dạy quán trung. And that's how you become enlightened. Sau như vậy quý vị sẽ đắc được giác ngộ. 所以那才是你如何觉悟的步骤。 Got it? Nghe rõ không? Okay, now you know how to become enlightened. Vậy quý biết làm sao phương pháp để mà giác ngộ rồi đó. Okay, move on. Okay, I wish you luck, okay? chúc quý vị may mắn. Yes. Why not? It's premature to explain it to you. Tôi hỏi tại sao ông yêu cầu thầy giảng cho ngày hôm nay? Tôi nói giảng sớm quá, không có lợi. Chưa phải lúc để mà giảng. There's a concept in Buddhism called Dharma Vessel. Bên Phật giáo có quan niệm tên là Pháp Khí. What is the Dharma Vessel? 有法器的这个理论。 Cái quan niệm Phật giáo Đại Thừa nó quan trọng. Có quan niệm tên, xin lỗi, là Pháp Khí. Pháp Khí. Pháp là Phật Pháp. Khí là cái đồ dụng cụ. Cái dụng cụ của Pháp. Dụng cụ của Phật Pháp. The Dharma vessel. The Dharma is Buddha Dharma. Vessel is a container. Utility container. So you are a container of the Buddha Dharma. Pháp khí là quý vị là một cái chỗ mà có thể chứa đựng được cái pháp Phật pháp. 意思就是说，这个器就是器用的意思，法就是佛法，就是你是可以装成这个佛法的这个器具。 For example, will you put if you put the contents into the wrong container, the container will not be able to keep it. Chẳng hạn như quý vị mà chứ dùng một cái thí cụ mà không thích hợp với cái đồ để mà chứa đựng thì nó chứa đựng không được. Chẳng hạn như quý vị lấy cái nước mà đổ vào cái rổ đó. Thì làm sao cái rổ nó giữ lại cái nước được? For example, if you pour water into a colander, how is the colander going to keep the water now? The colander has so many holes, so many openings, it cannot hold water. So if you pour water into that, it cannot possibly retain water. Thành cái rổ đó, nó có nhiều lỗ, nó có nhiều cái khe hở. Thì khi quý vị đổ nước vào cái rổ với khe hở, làm sao cái rổ với khe hở nó giữ lại cái nước được? You get the analogy? You are full of affliction. There's no way for you to retain it. Thành ra, hiện bây giờ, quý vị đang có nhiều cái phiền não, có nhiều cái lậu quá, thành không thể nào chứa đựng được cái Phật Pháp, cái loại Pháp này. So you are not able to retain this particular Dharma yet. So to pour it into you, to give it to you, you will not be able to get it, and you will lose it anyway. Thành ra mặc dù quý vị có khả năng nhưng đều chưa phải lúc để mà đổ đưa truyền quý vị cái pháp này quá sớm thì quý vị không có đủ khả năng để mà giữ được cái pháp này, chắc chắn sẽ mất. Okay. What's so bad about it? Someone might ask. Có người có thể thắc mắc. Như vậy thì vậy có gì tai hại đâu, mình chỉ mà đổ đại nó mất thì thôi có sao đâu. What's so bad about it? Yes.
所以意思就是说，如果你把 you don't know 东西放在, you want to have it, won't you? Even if at the risk of losing it, right? Con người nó nếu mất thì mất, có gì đâu mà ta hại đâu. Thành tôi hỏi ngược lại quý vị sẵn sàng nhận cái đó để mà chắc chắn, mà biết chắc chắn mình sẽ mất à? Muốn nhận không? If you, I'm asking you, if you know for sure you're going to lose it, are you still prepared to get it? Muốn không? No? You're so dishonest. Mấy cái người lắc đầu, người nào cũng giả bộ, giả đồ lắc đầu ấy. I don't believe them. Mấy người lắc đầu, I don't believe those people are shaking their heads. No way. All of you still want to receive it, even knowing full well you're going to lose it. You still want it, don't you? Right? Right? Come on. Let's be honest. Well, it's true in worldly things. You know you're going to lose it, but you still want it, don't you? Okay? Quý vị nghĩ đồng ý không? À, quý vị biết chắc chắn là giữ nó không được, chắc chắn sẽ mất đó. Nhưng mà vẫn muốn lấy như thường, phải không? Right, Kim? Huh? Right? Of course. Right? So what? It's mine to lose, right? Who cares? It's none of my business. Just give it to me. Let me lose it. Right? Why you make a big deal out of it? Just give it to me. Why are you so stingy, right? Right. I'm going to slap you. Thầy, sao thầy mới bỏ xẻ ở dưới? Tại sao mà cứ đưa đi xong rồi để mất thì mất chuyện của tôi, đâu phải chuyện của thầy đó. Đúng không? Nói tầm bậy tầm bạ. Yeah? You have any other reason why I should give it to you? Có ai muốn, nhất định lấy không? Anyone wants to have it today? Ai muốn đưa thầy thầy chuyện pháp ngày hôm nay không? Giơ tay coi. See, you're a chicken. You know what they're... You're so dishonest. Ai cũng giả đồ, giả bò, giả đồ, giả bộ hết á. Raise your hands. Come on. See? One, two, three, four. Huh? Yes? You want it, right? Wouldn't that just be a waste of our blessings to receive something we can't make any use of? Precisely. If you get it and you cannot keep it, you go broke. Phá sản. Lấy nó, lấy của quý mà không biết giữ nó là bị phá sản. Thì muốn gì? You want? Is that what you want? Go broke? Huh? Is that what you want? Texas, I'm not convinced. Just give it to me, man. I already okay, okay. This here's the problem. Okay. Every time you receive something, you are using up your blessings. Please do be careful about that. Thầy nhắc lại cái chuyện rất căn bản. Mỗi lần quý vị nhận một cái gì đó, okay? Every time you receive anything, that's your blessings. You have few blessings. Mỗi lần mình nhận một cái như vậy, là phước mình nó bớt xuống một tí. You're using up your blessings. So, if you receive something invaluable as these three contemplation tools, you're going to go broke unless you learn how to use them. You're capable of using them to generate more blessings. You get it? Thành mỗi khi mà nếu quý vị nhận cái ba cái nhận cái phước báo này, ba cái pháp quán này, mà quý vị không biết dùng cái pháp quán này để mà tu, thì quý vị không thể nào có đủ phước để mà tu tiếp được. Is that what you want, Roberta? See? You're a chicken. It's between being chicken or being greedy. Which one do you want? Okay? That's why the Dharma cannot be transmitted before its time. Thành ra cái pháp nó không thể được truyền trước khi quý vị có đủ sức mà thọ nhận cái pháp. You don't need to be greedy. Quý vị không cần tham lam cái pháp. The Mahayana, the Buddha Dharma,
will be transmitted to you when you are able to receive it and maintain it. Cái Phật pháp đó nó sẽ được truyền cho quý vị khi quý vị đủ sức để mà thọ nhận, thọ trì. Not before. Người nào không nào không thật để sớm được. Okay. You get that? Okay. Không cần phải tham lam cái pháp. You do not need to be greedy at all. I, just like you, majority of you, during my early stages of my career, I said, why can't you teach me the Dharma? Hồi trước mà thầy tu, bắt đầu tu cũng vậy đó. Tham lắm. Cứ thắc mắc hoài, tại sao cái pháp mà không chỉ truyền cho tôi? Okay? What's the big deal? Nó sẽ gì mà khó khăn dữ vậy? All right, so no need to be greedy for the Dharma. Quý vị không cần tham pháp gì hết. Okay. You only want to be taught the Dharma that you can practice. Mình chỉ muốn được truyền cái pháp mà mình có thể tu thôi. Còn cái pháp mình tu không được. Truyền làm cái gì? It's the wrong Dharma for you. Why bother? Why bother knowing about it? It's one more false thought. Biết thêm một cái mình không cần là một thêm một cái vọng tưởng thôi. Ngồi đó mình suy nghĩ, ôi phải chi mình tu cái pháp này, mà pháp mình tu không được. Mình thắc mắc tại sao mình tu không được. Mình sit there and say, you know, why can't I practice this Dharma that I, you know? It's one more false thought. That's all. It doesn't do anything for you. Thêm vọng tưởng giá có lợi gì. Okay? You got that? So today, the one thing today I'm recommending to you is learn to be guard against that thought of greed for the Dharma. Thằng ngày hôm nay thầy nhắc quý vị là canh chừng đừng có tham lam cái pháp làm gì, không cần thiết. You don't need to be greedy. And furthermore, quý vị biết không? Nếu quý vị tu cái pháp mà có duyên, quý vị tu nó thành tựu nó lè hơn, tu nhiều, học nhiều pháp làm cái gì. It's better, you're better off practicing a Dharma that's most appropriate for you instead of practicing and knowing a lot of Dharmas that are not useful to you. Biết cần nhiều pháp mà không có lời gì như quý vị tưởng đâu. Okay? Once you accomplish one Dharma, một khi quý vị đắc được, thành tựu được một cái pháp rồi, then you are able to penetrate all the Dharmas, all the Dharma doors. Một khi quý vị thành tựu được một cái pháp môn rồi thì tất cả những pháp môn khác quý vị cũng có thể thành tựu một cách dễ dàng. The objective is to accomplish one Dharma door first. Don't try to learn them all. Quý vị không cần vào hết tất cả, chỉ cần học đủ, tìm cách để mà thành tựu một pháp môn thôi. Are we clear? Is it clear to all of you? Okay? Now, there's also a catch. Có một cái vấn đề phức, không phải tế nhị, quý vị phải để ý tới nữa. And then there are some people who says, I only want to do one Dharma door, I don't want to do anything else. Có người khác là nói, có một số người là nói là, có rất đông nói là tôi chỉ muốn tu một pháp môn thôi, tôi không muốn tu pháp môn gì khác ấy. For example, many of them say, I recite the Buddha's name, I don't do anything else. Có nhiều người nói là tôi chỉ niệm Phật thôi. Okay? I only recite the Buddha's name. I do not bow to the Buddha. Tôi không có lạy Phật. I do not recite sutras. Tôi không niệm tụng kinh. Okay? I don't meditate. Tôi không có thiền. Okay? Those people are also wrong. Những người đó cũng là sai lầm. Why? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? So many people like that, by the way. Rất nhiều người như vậy, quý vị biết không? Yes. Out of balance. Thiếu thăng bằng. They're also wrong because they don't know what they're doing. Tại họ không biết làm gì hết. Họ làm tầm bậy.
And let me give you an analogy. Cho quý vị một cái ví dụ. When you cook, khi quý vị mà nấu ăn đó, okay, how many knives do you use? Quý vị xài bao nhiêu cái dao? One, yes. Two, yes. Three kinds of knives. Okay. Ba có loại dao khác nhau. I'm thinking of at least three different kinds of knives. You have the cleaver to cut the bones. Quý vị cần có cái dao phay để mà chặt xương. Right? You need a very sharp sushi knife, right? To debone the fish. Quý vị mấy người mà đầu bếp mà làm sushi đó có cái loại dao, một cái dao đó là mấy trăm đồng. Chỉ muốn chỉ cắt đồ biển, cắt thịt, cắt cá rất là mỏng thôi. Okay? Then you have a boner, right? Roberta, do you use a boner? A deboner? You don't use any of those. You use your fingers. Oh, I know, but imagine when you were cooking meat for your family. She's always a troublemaker. I don't know what's the matter with her. She can't even pretend. My point to you is that you have to use different tools. Too late, honey. Too late. You blew it. You have to use different tools when you cook. Quý vị lúc mà cười, mấy người cười khoái chí dễ sợ. I hate it when you enjoy yourself so much. I'm trying to teach you. You don't take me seriously. Thầy đang cố gắng dạy quý vị cứ cười tủm tỉm hoài, kỳ cục dễ sợ. My point to you, seriously, in all seriousness, is that you need to use different tools for different purposes. Okay, I'm abandoning the cooking thing, okay? I'm talking to men now. We have hammers, we have chisels, we have drills, we have saws, right? Because each functions differently. The women can't understand it. Okay? You got that? So the point here is that if they say that I recite the Buddha's name, là những cái nhóm người chủ trương đó, tôi chỉ niệm Phật thôi. I'm telling them then, what happened? What if you need to use a hammer? What if you need to use a saw? Mấy người chỉ nói là, nhiều khi tôi chỉ niệm Phật thôi, thì thầy hỏi ngược lại. Chẳng hạn như quý vị đang tu đó, bỗng nhiên cần đi qua sông. Okay? Niệm Phật có qua sông được không? Đâu qua sông đâu, phải chèo qua, phải bơi qua nha, đúng không? Thành ra mỗi cái giai đoạn mình đi, con đường mình đi phải có cái dụng cụ khác nhau để đi mới tới đường, mới tới nơi, tới chỗ nó lẹ hơn. My point to you is whatever path you're taking, you need to have different utensils, different vehicles for you to get there quicker. When it's time to cross the river, you want a boat. Okay? When it's time for you to cross the ocean, use an airplane. Don't be stupid. Don't try to keep on swimming. You're going to drown. Đòi đi qua đại dương mà cứ tiếp tục bơi thì là mới qua xong đại dương được. Chứ chắc chắn quý vị sẽ chết đuối. That's what happens. Okay? You recite the Buddha's name alone. Let me tell you, you drown in the sea of affliction. Quý vị mà chỉ niệm Phật thôi đó, thầy nói quý vị nghe, quý vị sẽ chết chìm trong cái biển của phiền não. You have to do repentance. Quý vị phải biết sám hối. You have to recite sutras. Quý vị phải biết tụng kinh. You have to recite mantras. Quý vị phải biết trì chú. Nếu có dễ, mới có thể niệm Phật thành công được. Then you have a chance to accomplish your Buddha recitation dharma. Okay? All right. Any questions about this? Có đồng ý là không đồng ý? Balance. Okay? Tu phải có cái thăng bằng. Tu tầng bảy tầng bạ. Anyway, so it's amazing the people who are
doing it wrong are the people who are the last people who are willing to listen. Những cái người mà tu trật đường đó, nói khăng khăng không nghe lời, nhất định khăng khăng là đi đường mình thôi. Anyway, going back to the Thiên Thai school, nói về trở về cái tông Thiên Thai. You have three contemplations: the empty, the false, or the mundane, and the middle. Ta nói cái tông Thiên Thai là có cái có ba cái loại quán là không, giả hoặc là trùng. Okay. Thiên Thai, yes. What is Thiên? Thank you. Okay. Tông Thiên Thai chữ tàu là thiếu một chữ. Okay. Got that? Okay. Thank you. All right. So at this point here in time, just remember the three contemplations. At some point in time, you will learn, you will be taught. Thành ngày đại khái ngày hôm nay quý vị nghe là có cái ba cái khoa khái niệm, là ba cái pháp quán đó, là không, giả và trung đó. Ngày nào đó quý vị sẽ cần tu, nên tu để mà tới nơi tới chỗ. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. And there are also the Avatamsaka school. Rồi bên Tông Hoa Nghiêm thì có cái loại quán. They teach you the four unobstructedness and a Dharma realm contemplation. Bên Tông Thiên Thai thì có cái loại tứ vô ngại quán và pháp giới quán. Okay. So, don't worry about it. Just be aware that that there is some four instructives like about li and shi, about the phenomenon unobstructing each other. Bốn cái tứ vô ngại này là quán về cái về cái lý với sự nó không có chướng ngại nhau. Okay, you know, they're a little bit difficult, more difficult to contemplate than the Thiên Thai school. Nó hơi khó quán tí hơn là cái tông Thiên Thai. And then the Dharma realm contemplation, cũng có cái pháp quán, cái pháp giới quán này. Okay, and then there's a Dharma mark school, rồi có cái gọi là cái pháp tướng tông. Okay. They advocate the four kind of consciousness, only consciousness contemplation. Cái pháp tướng tông đó, thì chủ trương có năm cái tầng lớp của cái thức quán. So,还有这个法相中之五重为识观是比较讲这个识观. Okay. And then there is a sixth school, Sangharama, and the A character contemplation. Rồi bên Mật Tông đó, thì có cái gọi là cái đạo tràng quán và cái chữ A quán. Có Mi Tông Chi Đạo Tràng Quán và A Tư Quán. Okay. And then the Chan school of course has the Hoa Tổ contemplation. Rồi chẳng hạn bên Thiền Tông thì mình hồi nãy mới nói đó, có cái gọi là cái tham thọ đầu, là một cái pháp quán. Đương然还有禅宗的话头. And then the Pure Land school has the 16 contemplation. Rồi cái bên Tịnh Độ Tông đó, thì có 16 cái pháp quán. One of which is the residing Buddha's name. Một trong 16 pháp quán của Tịnh Độ Tông là pháp môn niệm Phật. 16 quán其中一种就是念佛名号.
Any questions about that? Quý vị có thắc mắc gì không? Yes. What are the rest of the contemplations you feel like? It's documented, very well documented in the Contemplation Sutra, 16 Contemplation Sutra. Yes. It lists through, you need to go through 16 contemplations. And you accomplish those 16 contemplations, you become enlightened. Accomplishing, yes. Thì bên cái tịnh độ tông á, thì cái kinh kinh quán của tịnh độ tông á, nó nêu ra 16 cái pháp môn quán. Cứ phải nếu chúng ta tu 16 pháp môn quán là lần lượt như vậy, quán thứ nhất thành tựu, xong quán thứ nhì thành tựu, quán thứ ba thành tựu, đến lúc cái quán thứ 16 thì quý vị sẽ giác ngộ. Okay, it's very easy. 所以他这个净土宗的十六般，就是说，你如果可以修成的话，就可以觉悟。 Okay, all right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? So all these are the various contemplation dharmas that we give you an overview in Mahayana. Đây là những cái pháp quán mà theo một cái tông bên Đại thừa đó, giới thiệu quý vị chơi cho biết sơ sơ ngày hôm nay. So that I thought we introduced them to help you create affinities with these wonderful dharma doors. Ngày hôm nay cùng quý vị kết duyên với những pháp môn quán của Đại thừa. Okay. 所以就是介绍这些很好的这些观的这些法门给你们. In the Buddhist practice cultivation, okay, this particular dharma door is called contemplate and illuminate. Cái bên Phật pháp chúng ta tu đó, thì cái pháp môn tu đó thì ra nó gọi là quán chiếu. Okay, what happens if you want to contemplate and illuminate? Nếu quý vị muốn tu cái pháp môn quán chiếu đó, okay, then the first thing you need to do is to stop. Okay. Muốn quán chiếu thứ nhất phải chỉ, có nghĩa là ngừng lại. Meaning that you stop your false thinking, your false thoughts. Quý vị phải ngừng lại những cái vọng tưởng. 所以讲到观照呢，第一点就是要能够。 That's the first step. Tất cả những pháp môn bên Phật giáo tu đó, ngay pháp môn niệm Phật cũng vậy, cũng phải qua cái chỉ. Chỉ có là ngừng cái vọng tưởng. All dharma doors in Buddhism needs to go through the stopping. The stopping of the false thoughts. Ngừng lại cái vọng tưởng. Là ai cũng phải qua cái giai đoạn đấy. Yes? Okay, that's called stopping. When you stop your false thoughts, that's when you enter samadhi. Khi quý vị ngừng lại vọng tưởng, quý vị nhập định. It's that simple. If you want to enter samadhi, stop false thinking. That's all you have to do. Quý vị muốn nhập định, chỉ cần ngừng cái suy nghĩ thôi, ngừng cái vọng tưởng thôi, sẽ nhập định. It's that simple. Okay? 所以当你能够止你的这个妄想的时候，就是你能够生定的时候。 So the Chinese saying is that because you can stop, therefore you're able to produce samadhi. Người Hoa có câu là nhân chỉ năng sinh định, có nghĩa là vì có khả năng ngừng lại thì có thể sinh trưởng được cái định. Is that clear? Nhớ cái đó. Quý vị muốn nhập định đó, chỉ ngừng suy nghĩ thôi là nhập định. All you have to do to enter samadhi to stop thinking. It's that simple. Nothing to it. Okay. Yeah? 对不对? Hình, 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 hình đúng gì à? 你只要可以 tỉnh trừ 你的妄想, chứ 可以, 马上 chứ 可以 入 定 啊? 没有什么? Huh?
là chỉ không nổi. Nói thì được, mà chỉ thì không được. It's easy to talk about it, but you can't stop your false thinking, can you? Quý vị, nói thì dễ lắm, mà làm thì không được. Right? Agree? Okay. That's why you have to keep on practicing. You have to keep on coming to the temple. Nhưng ngừng chưa được, phải tới chùa vậy. Once you enter samadhi, then you're able to contemplate. Thì quý vị nhập định rồi, quý vị sẽ quán được. Okay? What are you contemplating? You're contemplating, contemplation is to look at the true mind. Cái quán là quý vị đang nhìn vào cái tâm chân chính của chúng ta, cái tâm chân thật. What is the true mind? What is looking at the true mind? Nhìn cái tâm chân thật là cái gì? What is the true mind? The true mind is what you have underneath your false mind. Thì cái tâm chân thật quý vị là cái tâm quý vị có ở dưới cái tâm giả. 所以这个真的性就是在你的这个假的这个下面。 I give you an analogy, cho quý vị cái ví dụ, okay, this is a very, very fascinating thing. Cái chuyện sự thật mà quý vị không biết. I keep on giving you this analogy and you still don't get it. Mà tôi cho cái ví dụ nhiều lần mới vì không hiểu. Let me give you the illusion, this analogy. The true mind is like you right here. À, như quý vị, cái tâm như quý vị nằm ở đây. Okay? This is what you are, your true mind. You have it already. Ai cũng có cái tâm chân thật hết. You all have it. Okay? All of you have this something called the true mind. Tất cả quý vị có, đã sẵn có cái tâm chân thật. Okay? You have it already. It's working. Cái tâm chân thật này á, nó đang điều khiển hết tất cả. It is at the center of everything. It's the underlying mechanism of all your activities. Tất cả những việc quý vị làm đó, phải cho cái tâm chân thật này nó điều khiển. Okay? However, you cannot, this true mind here is constantly intercepted by the false mind. Cái khổ là cái tâm chân thật quý vị này á, là chuyên môn bị cái tâm mà suy nghĩ quý vị đó, cái tâm hư giả quý vị đó, nó chặn lại. Nó ở ngoài. It's just like the king, giống như là cái ông vua vậy đó. Before you get to see the king, you need to go through his guards, his officials. Hạng như muốn gặp vua, trước khi gặp vua, phải đi qua cái vòng lính bảo vệ của vua. Phải qua vòng quan tước của vua mới tới được vua, đúng không? So the fool, khi thành cái tâm giả, cái vị nó giống như lính với quan tước vậy đó, nó chặn lại, nó không cho tới gặp ông vua. So what happened is that your true mind is like the king. You don't get to see the king because you are stopped and obstructed by his guards and his officials. The guards and officials symbolize your conscious mind. Your thinking mind. So what does it mean to stop? Thành thức quý vị nói chỉ nghĩa là sao? Chỉ có nghĩa là mấy cái người lính, mấy cái người quan đó không được hoạt động, ngừng lại, đứng lại. Thì cái người kia mới đi qua được. If your guards and your officials stop functioning, that's when you get to the king. Mới qua được gặp ông vua. You see that? Okay, so contemplate meaning that you get, let the king operate. Thành cái quán là mình dùng cái vị vua đó để mà hoạt động. Okay, without the obstruction of the officials and his bodyguards. Để ông vua hoạt động mà không cho những vị quan tước, những vị lính nó cản trở lại.
Then, if you do that, then you're able to illuminate. Thì cái vị mà làm được như tới trình độ đó rồi, thì cái vị chiếu, chiếu tướng. You illuminate. You see that. You see through a lot of false marks. Cái vị chiếu được, cái vị thấy tường tận. Cái ngoài tướng, ngoài giả là nó giả, không phải là thật. You see the false mark. You see that nothing is worth attaching to. Khi quý vị thấy được cái giả tướng, thì quý vị không còn chấp tướng nữa. Ok? Any questions about that? Quý vị có thắc mắc gì không? You got it. Quý vị hoàn toàn hiểu không? Does it make sense? Quý vị nghe rõ không? Quý vị hiểu được như vậy không? Okay. You need to contemplate so that you can illuminate the false. Thành ra quý vị phải cần quán, cái lúc mà tu phải cần cái quán để quý vị dùng cái ánh sáng của trí huệ. You use your wisdom light to illuminate the marks. Để quý vị dùng cái đèn sáng của cái trí huệ quý vị để mà soi sáng cái tướng. Okay? So that you can see clearly. Dùng cái đèn sáng trí huệ mà soi sáng những cái tướng á, những cái mà quý vị hiện tượng bên ngoài đó, thì quý vị có thể thấy rõ ràng hơn. Then you can see more clearly. Therefore, you are no longer confused by marks. Nếu quý vị thấy rõ ràng, thì quý vị không còn chấp tướng nữa, không còn bị những cái tướng đó, nó làm quý vị mê muội. Okay, this morning we talked about emotions. Ngày hôm sáng hôm nay chúng ta nói về cái tình cảm. Okay, you have emotional attachments because you attach to marks. Quý vị có sáng nay chúng ta nói về cái tình cảm mà chấp trước về tình cảm. Chấp trước tình cảm là tại vì chúng ta chấp trước về cái tướng. So you need to see all the false marks. Okay. Why? 为什么呢? Why does emotional attachments confuse us? Tại sao cái chấp trước về tình cảm làm chúng ta nó bị mê muội? Okay. Why is that? We attach the mark of a loved one. Tại sao chúng ta chấp vào cái tướng người thân yêu? Why is that we attach more importance to the people we love, our relatives, family members, more than a stranger? Tại sao chúng ta lại chấp vào cái tướng người thân ngược lại với người dân nước lạ? Why is that? 为什么我们会执着于这个? Please explain that to me. 为什么情感? Why? 为什么我们会 执着于我们身边的人、亲人以及 Why do you attach to, let's say, 多于这个不认识的人? My mother versus his mother. 为什么你们会执着于这个 mẹ của tôi với mẹ của cái người kia? 为什么你们会执着于，比如说自己的母亲， Why? Yes. 大于别人的母亲呢？ And another thing is they're attached to you. What if
What if his mother actually was your mother in a prior life? In a prior life. In a prior life. What do you do? Who's more important now? Vậy tôi hỏi quý vị, nếu như cái người mẹ của người kia đó kiếp trước là mẹ của mình, if suppose you know that, okay, it's not that funny, trust me, okay, now you know, you attach to your mother, but then you realize your worst enemy's mother is also your mother in a, the prior life. 所以假设说你, what do you do now? Yeah. Okay, you forget 你知道, about the prior life mother and just be attached to your own mother. It's easier, isn't it? More manageable. 敌人的母亲是你前世的母亲的话，那你怎么办？ Mình biết kiếp trước á, người mẹ của người người kẻ tử thù của mình á là mẹ của mình. Thì ông nào cũng nói thôi, cứ làm quen đi, coi như mình không biết đi, mình cứ mình lo mẹ mình trước rồi đã, đừng nghĩ gì xa xôi á. Đấy. Who do you attach to now? Let me complicate it for you. Suppose your own mother is slandering you. Okay? Hẳn như mẹ quý vị đó đang phỉ báng quý vị. Whereas your worst enemy's mother is praising you and helping you. Nhưng mẹ của kẻ thù mình đó đang giúp mình, đang khen thưởng mình. Which one are you going to attach to now? That's it. Hard because it would never happen. Never happens. Đúng rồi, quý vị. Bây giờ mẹ mình á đang hại để đang giết mình. Còn mẹ người kẻ tử thù mình á là đang thương yêu, đang đùm bọc mình, đang giúp đỡ mình. Quý vị thương ai bây giờ? Bảo vệ ai bây giờ? Who are you going to protect? Who are you going to love now? I'm asking you. Huh? Your worst enemy's mother, of course. That's right. Đương nhiên mình thương mẹ của kẻ thù mình chứ, đúng không? It's more advantageous. You see, my point, I'm illustrating the fact why you attach to marks. Either way you're attaching to marks, hai cái sự lựa chọn quý vị đều chấp tướng hết cả. Right? If you choose your own mother regardless, aren't you being stupid? Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu như quý vị chọn, trường hợp quý vị chọn là mẹ quý vị, mặc dù mẹ quý vị ác với lời này nọ, thì cũng phải là quý vị ngu dốt, rõ ràng, điên, phải không? Right? It's nonsense. Yeah, she disagrees. She's stupid. That's why she's stupid. Huh? I'm not talking Buddhism. I'm only talking about you. So if I'm saying from a logical perspective, from a worldly perspective, if you attach to your mother, then aren't you being stupid? Aren't you being really crazy? Yes. Kim Jong agrees. Yes. And if, and on the other hand, you say, I'm not crazy. I attach to I prefer the other woman, then aren't you also crazy? Yeah. No matter what you do, you're crazy. So what's the point? Attach to neither. Don't attach to neither. That's the solution. Either way, you're crazy. The only non-crazy thing is don't attach. That's wisdom. Kim Bing now is thinking. That's too deep for me, she says. You see that? That's the advantage of non-attachment. Not to attach to Mark. Thành cái gì, cái lời không? Nếu mình chấp mẹ mình á, mà mẹ mình điên với khùng á, với ác á, thì mình đã điên rồi. Mình thiếu trí huệ. Mình chấp vào mẹ người khác á, mình bất hiếu. Hai cái nó đều thiệt thòi hết. Thành ra Phật giáo dạy sao? Đừng có chấp gì hết á. Ai cũng là mẹ mình hết, không có chấp ai hơn ai hết. Dễ sợ không? Phật giáo mới giải thoát được. Còn chấp bất cứ hai cái nào đó, đều vẫn còn bị kẹt. Kim Liên ngồi
bốc khói nó bốc lên đầu. Vì vì thế dễ sợ. See the point? You attach your own mother and then she's crazy, she's evil, then you're being stupid because you're destroying the world. If you attach with that your arch enemy's mother, then you're being unfilial. That's not good either, right? So Buddhism teaches you to attach to neither. That's total freedom. You don't attach to marks, the marks of mothers. Cái người mà hiểu pháp đó, không chấp vào cái tướng, mà là cái tướng mẹ. Yes? And that's Vajra spirit. Cái đó là cái tinh thần của Kim Cang. Chứ vì hiểu chưa? If you don't know the Vajra Dharma, I will not explain to you. Cái người mà trước khi mà nghe cái pháp Kim Cang này, thầy không trách cái gì. Ngày hôm nay cái việc nghe được cái pháp Kim Cang này không được chấp, còn chấp tướng nữa. Once you hear about Vajra Dharma here, you can no longer attach to marks. Questions, comments? Có ai thắc mắc gì không? That, this is what is called by illumination. Cái đó là cái chiếu. Mình chiếu cái giả tướng để mình có mở cái trí huệ của mình. You illuminate the false marks in order to unfold your wisdom. So, 所以说照的意思就是你要照这个假象而可以生慧. You got it? Yes. All marks false. Tất cả các tướng giả là có phải giả là không? 他的问题是所有相皆空吗? 都是假象吗? All marks are false. Tất cả cái tướng đều là không. Đều là giả. They all false. 所有的相都是假的. Okay. All marks. Anything you attach to is false. Bất cứ cái gì quý vị chấp vào đều là giả hết. 你所有执着于的都是假的. You got that? What about filiality? 那 chữ hiếu sao? 孝道呢? Chữ hiếu là giả là thật. Is filiality true or false? 孝道是真的还是假的? 入境. 孝道是真或是假的? 你说? 孝道。对。孝道。So I asked Ru Jing so that she has a time to think. Filiality, is it true or is it false? 你说? 是真的。 mà nói là hiếu là cái thật. She says, it's from your true mind and from your true heart. Therefore, it must be true. Yes? Nói là cái tâm mình, cái tâm chân thực mình ra thành cái chữ hiếu, thành mới là thật. Yes? It's false. Roberta disagrees with you, Ru Qing. You guys talk it out. Go ahead, find it out. See? Arm wrestle. Roberta, 她说, 她不同意了, 她说, 孝道是真的。 是假的, 其实, 她说的, 孝道是假的。 À, bà này có kiếm chuyện với tôi. Bà nói nếu như vậy, nếu như vậy tại sao Phật lại dạy chúng ta là phải có hiếu? Then why, she says, if that's the case, then why does the Buddha teach us and tell us we must be filial? Yeah. Why? Why? Why must we be filial?
Kim Điền, why must we feel you? Tell me, why? She said, because it's our responsibility. 是我们的责任。责任, 对不对? Mình nợ đâu phải mình trả đâu, mà tại sao mình phải cho nó vô duyên? Nợ nợ chứ tại sao mình trả làm gì? No. She's confused like hell. Why does the Buddha teach us, tell us we have to be filial? Huh? Tại sao Phật dạy mình hả, Quả Ngân? Tại sao Phật dạy mình phải có hiếu? Huh? Nếu như hiếu là giả, thì tại sao Phật dạy mình là phải có hiếu? The question she has is that it's very right. She says, if filiality is false, then why does the Buddha teach us to be filial? Huh? Why? She says, if you want to talk turkey, I'll talk turkey. I'm interpreting a little bit. Okay? You look at the Buddha, he's unfilial. And then he became filial. You have to learn everything. He's unfilial because he went against his father's wishes and mother's wishes. Đúng không? Đúng. Phật mà trước khi mà xuất gia là đi ngược lại ý của cha mẹ mình. Sau này mới trả hiếu cho cha mẹ. Then after he accomplished, then he repaid his, he became filial. Okay? Right? Cha mẹ nói đâu nghe. He didn't listen to his father. And made his father so unhappy. Temporary. Làm cha mẹ khổ dễ sợ lắm. Temporarily, what do you mean? His father wasn't unhappy when he became a Buddha, was he? He was not happy. He wasn't happy. No, he wasn't impressed with the Buddha, that Buddha thing. Mm. Let's face it. He said, what Buddha thing? I'd rather you be a king. He asked my opinion. That's what he said. Mm. But, you know, you better off being a king. Cha của Phật á, khi mà nghe Phật, thành đạo đó, thành Phật rồi á, cha nói sao? Phật là Phật chứ, nhầm gì? Vua ngon hơn. Đúng không? Maybe he was right. Ah, still the problem remains. Why did the Buddha, after he became filial, taught us that we must be filial? Vẫn vấn đề vẫn lớn vẫn lớn. Sau khi Phật thành đạo, thành Phật rồi, dạy chúng ta phải có hiếu. Tại sao như vậy? Tại sao Phật cũng dạy chúng ta bất hiếu? Hỏi ngược lại Quả Ngân. I'm going to ask Hồ Dín now. If Hồ Dín says, the Buddha was unfilial. I said, then why? Why the Buddha, once he become a Buddha, taught us we must be filial, not unfilial like him. Why? Tại sao Phật nói là tụi bay phải có hiếu, không thể bất hiếu như Thế Tôn này được? Hả? Tại sao? She says, you have to first be unfilial before you can be filial. Đúng không? Trước mình phải bất hiếu, mình mới trải hiếu được.
So it's okay to be inferior. Thành mình bất hiếu cũng được phải không? What her story is not about inferiority. The Buddha is not inferior at all. Nói như vậy đâu phải là bất hiếu đâu. Cái tướng là tướng bất hiếu, để cái tâm đâu phải là tâm bất hiếu đâu. Phải đúng không? I'm pointing out to Kim Dieng in particular that the appearance is unfilial, but the heart is not unfilial. See, the Buddha, when he left the home life, he appeared to be unfilial, but he left the home life in order to find a way to help his father and mother. Đức Phật á, khi mà xuất gia là có tướng là tướng bất hiếu, tại đi ngược là lời cha mẹ. Nhưng đều đi ngược lại cha mẹ để tìm cái phương pháp để cứu độ cha mẹ. Đâu phải là cái tâm của người bất hiếu đâu. It's not the mindset of an inferior person. Agree, Roberta? Happy, no? Okay. You agree? Yeah. Okay. Okay. So we agree that the Buddha is not inferior, is filial. Okay? Then why does he teach us we must be filial? Tại sao Phật lại dạy chúng ta trải hiếu làm cái gì? Let me tell you, because you will not know the answer. Quý vị hỏi, thầy hỏi như vậy, biết quý vị trả lời không nổi, thì vẫn hỏi như thường. I still ask you the question because I know you won't be able to answer it. You have to be filial before, Có ngân. Tại sao phải có hiếu? Đúng. Lý do mà quý vị muốn tu cái đường Phật giáo là cái bước đầu tiên hết là phải biết hiếu. Khi mà you cultivate Buddhism, the starting point is learning to be filial. That's the starting point. If you start by being filial, then eventually you will see that even filiality is also a false mark. Quý vị phải bắt đầu là tu cái chữ hiếu. Mình phàm phu đó, mình phải tu chữ hiếu cái đã. Mình tu chữ hiếu tới cái trình độ nào đó, mình thấy cái chữ hiếu đó cũng là một cái giả tướng thôi. Mới thấy được như vậy. When you cultivate filiality to the ultimate, you then realize at that point that filiality is a false mark. Quý vị phải bắt đầu bằng tu bằng đường hiếu mới có thể tới được cái mục tiêu cuối cùng, nó là thấy chữ hiếu chỉ là một cái giả tướng thôi. If you want to be able to see that filiality is but a false mark, you have to be extremely filial before you get there. Quý vị muốn tới cái mục tiêu cuối cùng là thấy cái cách hiếu là một cái giả tướng, quý vị phải cực kỳ có hiếu mới thấy được. If you are not extremely filial, you will not be able to see filiality as a false mark. Nếu quý vị không
cực không đủ cực kỳ cái hiếu thì quý vị không thể nào thấy được cái hiếu, chỉ là một cái giả tướng thôi. Dễ sợ không? This is the Buddha's wisdom. Cái này trí huệ của Đức Phật. You understand that? This is the only way for you to see that is that you have to be extremely filial. Cách duy nhất thôi. It's only one way. Không cách nào khác hết. No other way. No other way. So the question is, what is extremely filial? Làm sao? Làm sao? Thành cái câu hỏi là làm sao? Cái gì là cực kỳ có hiếu? Hả Kim gì? Cái gì cực kỳ có hiếu? Go ahead. That's right. Đúng rồi. Lúc đó là lúc đó mình tha hồ, lúc mình tha hồ, mình không cần trả hiếu nữa. No, it's not important. It's not that important. She's just an old woman. She doesn't get it. That's why she's not offended yet. Huh? What did she say? Kim said it's not important either. She's just nonsense. What else? Any other question? Ai thắc mắc gì nữa không? Any other questions? Here's the objection. Những người phá đám tôi. Okay? They're causing problems for me. They're troublemakers. No. But since I'm so that there aren't so many of you, I had to put up with them. Mấy cái người nào phá đám thầy không bao nhiêu người, thầy cũng thế nào đuổi họ được. Yeah. Here's what they say. They say, so we start with the small filiality. Then we grow bigger to big filiality. And then you understand filiality as force mark. Therefore, you don't have to be filial anymore. Huh? What do you think? You think it's out? So what's the point? So now we see filiality is just force mark. It's not real. So we're not filial anymore? That's their objection. I think it's a stupid objection, don't you think? We don't need to answer this. Cái câu hỏi này nó du duyên lãng xẹt, mình đâu cần trả lời đâu. Master, you started. Roberta, don't say anything. Đừng có phá đám tôi, cái bà này phá cả ngày này. She's been causing trouble for me all day so far. Okay, you no longer my favorite. Let me tell you. Không có thích bà này nữa. Okay. The rest of you, what do you say? What do you think? Đồng ý là không đồng ý? Here's my answer. I'm running out of time. Thầy hết thì giờ thầy phải trả lời vắn tắt. Okay? You start with small filiality. Okay? You grow it to make it big filiality. Okay? Thầy trả lời cho quý vị nghe, bắt đầu là tiểu hiếu, xong quý vị nuôi dưỡng nó thành nó đại hiếu. Ok? Then you grow into gigantic filial, thì xong tới cái đại hiếu khổng lồ. Ok?
Then you see it's false mark. Xong quý vị mới thấy được cái hiếu này chỉ là một cái hư tướng thôi, một cái giả tướng thôi. You see it's a false mark. Then what happens? What happens? You say, I'm retired. Mình về hưu. I don't have to do filiality anymore. Mình không cần làm hiếu nữa. Mình tới, I mean, you retired. Mình về hiếu, mình về hưu, mình có đâu tu hiếu làm gì nữa. Right? They don't buy it. No one is buying this. Không ai tin thầy hết. How about, if you don't like to retire, nếu quý vị không chịu về hưu, I have another solution. Quý vị nhất định không chịu về hưu, nhưng làm khó làm dễ thầy. Ok, thầy có một cái phương pháp khác, một cái biện pháp khác. I have another solution. Tell her, 我们退休啊。嗯。Phá tôi, phá tôi. What do you do? Anyone has an idea now? Có ai có ý kiến gì không? Here's what you do. You feel you, but you appear to be unfilial. Because you're no longer attached to the mark of filiality. You still feel you. People see you as unfilial, but you are extremely filial still. You buy that? You buy that? Lúc mà cực đoan rồi, quý vị thành có hiếu, nhưng đều cái tướng là nó bất hiếu. Why? Tại sao như vậy? Why is that? Why is that? How is it possible? Because you are attached to Marx. That person is no longer attached to Marx. That's why you can no longer comprehend that person. You're judging him based on your stupidity. There's no way for you to see where he's feel you anymore. Chị vì nghe không? Lúc đó, cái người ta cực kỳ có hiếu, mà quý vị không thấy được, quý vị nghĩ người ta bất hiếu. Tại vì quý vị đang còn phàm phu, quý vị không thể nào thấy được cái hiếu người ta, cái quay người ta là bất hiếu. Trong đó người ta là cực kỳ có hiếu. Mà mình thấy không được. Cái cực kỳ nó có hiếu phải tới cái trình độ quý vị không thấy được cũng gọi là cực kỳ có hiếu. Chứ còn cái hiếu mà phải quý vị thấy đâu phải là cái hiếu. Hiểu không Kim Điền? Cái cực kỳ có hiếu là quý vị không còn thấy được nữa. Nó gọi là cực kỳ có hiếu. Còn cái việc còn thấy cực kỳ có hiếu chưa thấy được cái hiếu là cái giả tướng. Hiểu không? Nhỏ nó không hiểu, tội. Thôi đừng có biên nữa. Ngài đừng có biên. Nó xong ta thấy được cái người phàm phu, ta thấy được cái người mà cực kỳ có hiếu được. Đúng rồi. Điều khi mà làm khi mà con tới trình độ mà con mà cực kỳ có hiếu rồi, người ta sẽ thấy con bất hiếu. Khi mà tới nó cực đoan rồi, cực đoan cái hiếu đó nó giống như là bất hiếu vậy đó, nó dễ sợ như vậy. Hiểu không? Cái cực đoan của cái hiếu nó giống như bất hiếu vậy đó. Nó không đổi. Đúng rồi. Nhưng điều thầy đừng nói về cái cảnh giới. Thầy này nói, thầy đừng nói dạng con biết cái cảnh giới. Mà khi con tới đó, con tới được thấy được cái hiếu nó giả tướng đó. Thì lúc đó cái hiếu của con đó, nó còn không có tướng nữa. Thành người ta không thể nào thấy được nữa. Ta thấy giống như bất hiếu vậy đó. Hiểu? Nó kinh hoàng như vậy đó. Nó khó hiểu Ấn Độ như vậy đó. Mới gọi là giải thoát.
chứ không có cái thiếu mà còn kẹt vào cái tướng hiếu, tại đâu còn cái hiếu đâu chưa được, chưa được giải thoát cái chữ hiếu nữa, vẫn còn kẹt cái chữ hiếu. Hiểu chưa? Nếu con tu mà con phải nói là người ta phải công nhận con là có hiếu á, thì con đã kẹt rồi. Con kẹt vào cái tướng hiếu rồi, đúng không? Con phải tu đến cái trình độ mà con không còn bị chấp vào người ta coi mình hiếu là con hiếu nữa, lúc đó con mới giải thoát được cái chữ hiếu. Đó là cực kỳ hiếu rồi, không ai thấy được nữa. Hiểu chưa? Nó đến cái độ như vậy luôn nữa, không cách nào thấy nó được hết, nó thành bất hiếu luôn. Nó dễ sợ như vậy nữa. Ok. Tiếng Ấn Tùng mà. Let me explain in English for them. Ok. Tầng ý xa. Before. Because I have to explain this for them before I forget. This is very important. You start by being filial. And when you build it up, you become extremely filial. And when you get to extreme filiality, you reach a point where you are no longer attached to the mark of filiality. Okay? That means you are free from the concept of filiality. You see, filiality is basically a false mark that you are attached to, but I no longer attached to. And therefore, you become extremely, extremely filial beyond words. That's when you appear to be unfilial, but you actually are extremely filial. People can no longer see you as being filial. You're free from the mark of filiality. And you doesn't mean you're unfilial, you're extremely filial, but people can no longer see it as filiality. You're free from that mark. Does it make sense to you? Sure it does. I've had some kind of experience in that. Can you explain in Chinese? Make sure Ru Qing understands it. Okay. OK, Lu Qing, 你有什么问题? 现在我觉得说从开始一直叫叫叫叫到最后的时候什么都不可以执着什么什么都不可以执着对那真是吉祥境界 最想的境界，对，你吉祥的境界的时候，是你的向外，外边呢，表现是不像，可是你是最吉祥的，OK？ 笑也是需要变成空的才是吉祥，听得懂吗？是最小的。那时候也是有时的时候，你的表现是不笑的，因为是你没有执着笑的相，所以你的表现是不笑的。 也许是不像的，听得懂吗？I explain in Chinese. You feel you to the point where you see a filiality is empty. Okay, that's the utmost filiality you can attain. At that point in time, sometimes your behavior is unfilial, but you're extremely filial because you're no longer free from attached to mark. Anh nói cái vị nghe cái phần quan trọng là khi cái vị tu chữ hiếu tới cực điểm nó thành thấy được cái không của cái hiếu nó thành không, từ đó mình là cực kỳ hiếu rồi, thành ra cái nhiều lúc á cái thái độ của mình, cái hành động của mình bên ngoài nó có vẻ như bất hiếu, để bên trong nó cực kỳ hiếu, mà không ai hiểu được, không ai thấy được, có mình thấy được thôi, không ai thấy được nữa, tại người ta vẫn còn chấp vào cái tướng, mình vẫn còn chấp nữa. Ok, yes. Yeah, you don't think about it. You know, yeah. Patient, non-patient is the same thing. I'm just
the same state, similar kind of state. Yeah. Okay. Yes? Kim Dien, have any questions? Are you happy now? You don't want to retire? Ông về hưu, huh? You don't have to retire. Okay? Because your question is stupid. Once you get to the extreme, the level, you don't regress. You don't go back, right? When you understand, you reach the extreme of filiality, there's no more filiality, you no longer regress. You can't regress anymore. You understand that? You're wise. How can you possibly regress and become inferior again? That's impossible. Okay. Quý vị phải hiểu, khi mà quý vị tu tới cái trình độ mà thấy được cái hiếu thành chữ không rồi đó, thì lúc đó quý vị đã được giải thoát rồi, quý vị có mở được trí huệ rồi mới thấy được cái không đó. Có cái trí huệ làm sao quý vị bỗng nhiên trở thành bất hiếu được? Làm sao nó vô lý vậy được? Cái người mà đã có trí huệ rồi làm sao mà thành bất hiếu được nữa? Không cách nào bất hiếu được nữa hết. Okay, so Ruching said something very interesting. Rồi cái cô cái bà nhập thanh này nói có cái quan niệm đó. Nói là she says that you practice filiality and you practice the extreme filiality like living a home life. Bà nói là mình tu hiếu nhỏ, xong tu hiếu lớn, rồi tu hiếu đại hiếu, và hàng như là xuất gia. Okay. Leading the home life is an act that on its first surface appears to be unfilial, but actually extreme filiality. Thành ra cái pháp xuất gia là bên bề ngoài đó, là trên cái biểu tượng đó, là giống như một cái pháp bất hiếu, tại mình dám từ bỏ cha mẹ mình, bỏ bê cha mẹ. See, when you leave the home life, you abandon your parents. Mình bỏ cha mẹ mình. Like the Buddha did. Giống như Đức Phật đã bỏ cha mẹ mình. Okay? But that is actually the highest form of filiality that you can perform while you are confused. Thiệt ra cái pháp xuất gia là cái pháp mà quý vị có thể tu mà gọi là đại hiếu khi mà quý vị còn mê muội. Okay? Like the Buddha, cũng như Đức Phật vậy. Đức Phật lúc mà còn mê muội, xuất gia là một cái chữ bất hiếu, đại bất hiếu, để cuối cùng mới thành đại hiếu được. And that's the Buddha. What happened in the Buddha story? He started by being very unfilial to his parents. Okay? He broke his father's heart. Okay? The crown prince, all his hopes were pinned on his eldest son, and his The Buddha broke his father's heart, broke his wife's heart, okay? Broke his mother's heart. Ông Phật á, khi mà ngài xuất gia đó, là đánh nát cái tim của cha mình, đất bao nhiêu cái nguyện vọng, cái hoài bão của cha mình đó, là nó đông Phật hết, mà ông Phật dẫm nát, tan bành. Đó. Mẹ mình cũng vậy, đó. Okay? Đó. Rồi vợ mình cũng vậy, con mình cũng vậy. Okay. Để làm cái gì? À, cuối cùng cái hành động đó là cái hành động đại hiếu nhất. Thành ra cái pháp xuất gia của Phật dạy cũng như vậy thôi. Therefore the Buddha's dharma of living the home life is exactly what he did. He says, you start with the appearance of inferiority, but that is extreme act of filiality that you can do as a confused person. Thành cái truyền thống của cái xuất gia của bên Phật Pháp mà nó là cái truyền thống mà bắt đầu đó, nó có cái tướng là bất hiếu. À, nhưng rồi cuối cùng đó, cái hành động là hành động có hiếu thảo nhất mà có thể có được. Ok? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? Ok. So you illuminate the false mark. We're talking about moving back to slide 142. Trở lại cái tấm 142. Mình đang chiếu
chiếu thấy cái giả tướng. You can see through the false marks. Okay? And that's what are you seeing? When you see them as false marks, khi quý vị thấy cái giả tướng là quý vị đang thấy cái gì? You see the five skandhas are empty. Đó quý vị thấy rằng năm cái ngũ uẩn đó nó đều là không hết. That's the state you're supposed to see when you have wisdom. 最后，当你有生慧了以后，你就能够见到说这个五蕴皆空的一个境界。Thầy nhắc lại cho quý vị nhớ cho rõ ràng, không phải chuyện mơ hồ đâu, nó rất rõ ràng. Tới khi mà quý vị gặp cái cảnh giới á, mà chiếu được á, quán chiếu được á, những cái giả tướng á, thì lúc đó quý vị thấy cái gì? Khi quý vị thiệt sự mà thấy quán chiếu được mà có trí huệ thì quý vị thấy cái giả tướng nó đều là không, tức là thấy rằng á, cái ngũ uẩn á, nó đều là không, ngũ uẩn dai không. And this is why we recite the Heart Sutra daily. Bởi vậy cái người tu Phật giáo, các Phật giáo tụng cái kinh tâm kinh mỗi ngày, because the Heart Sutra says the Avalokiteshvara Bodhisattva contemplated the five skandhas and saw they all empty. Tại cái kinh tâm kinh nói rõ ràng, nói là quán tự tại Bồ Tát, cái quán thêm Bồ Tát đó, chiếu quán ngũ uẩn dai không, là mỗi ngày mình nhắc chúng ta đó, cái ngũ uẩn là nó không, không có gì phải chấp hết. So every day when we recite the Heart Sutra, every time we recite Heart Sutra, like we will after this. Tại sau khi cái phần này trong 20 phút, 15 phút nữa là mình sẽ chiếu tụng cái tâm kinh. Tâm kinh sẽ nói là ngũ uẩn dai không. You're gonna say Avalokiteshvara Bodhisattva contemplate the five skandhas and saw they all empty and cross beyond all suffering and difficulties. Thấy như vậy sẽ thoát khỏi tất cả những cái khó khăn, cái khổ ách. Okay? Yes. Mình chỉ thấy cái giả tướng thành mình mới khổ. She says the confused people only attach to the false mark. That's why they get into trouble, including the false mark of filiality. Okay? Thành ra cái đó là cái càng ngày càng cần cái sự cố chấp cái tướng gì vậy, thành ra mới khổ sở. You suffer because you attach to these false marks. You cannot see them as empty. Cái vì chưa thấy được cái giả tướng là nó không, thành cái vì còn khổ sở. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì không? All right, 143. You see, cái này nó quan trọng là cái gì? Tại vì cái gì phải hiểu cái quá trình tu nó phải có, nó có lý lắm, nó phải dẫn dắt đường, nó đúng đường cái gì mới tới được đó. Còn cái gì mà không rõ ràng sẽ đi lạc đường. I'm pointing out to you, your path of cultivation is very very precise. You leave nothing to chances. All these things happen to help you see eventually that they're all false marks. Tất cả những chuyện nó xảy ra để giúp cho chúng ta thấy rằng cuối cùng tất cả tướng đều là giả. Thế vì quý vị mới đi đúng đường. Okay. So for example, you said earlier about someone attaching to, let's say, the Hoa Tổ. Chẳng hạn quý vị tu, hồi nãy mới nói đó, có người tu những đường tu tham tại đầu thôi. Okay. That's attaching the false mark. Đó là quá chấp vào cái tướng. Or the people who says, I only recite the Buddha's name. Hoặc cái người nói, tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi không có lại Phật. Okay. Cái đó cũng chấp, quá cố chấp vào cái giả tướng. Okay. This is attaching too much to the false mark too. The false mark of reciting Buddha's name. Cái niệm Phật cũng vậy, chỉ là một cái giả tướng thôi.
Quý vị tu đến cái độ mà niệm Phật, mà không còn niệm Phật mới qua là mới tới đó được. You have to recite the Buddha's name to the point where you no longer recite the Buddha's name while reciting a Buddha's name. Okay? Yes and no. Yes. Okay? All right. And ultimately, wisdom manifests itself as seeing the five skandhas as empty. Cuối cùng, cái huệ đó, nó phát ra, nó biểu lộ ra bằng cách quý vị thấy tất cả cái ngũ uẩn đó, nó đều là không. Không có gì phải chấp. Nothing to attach to. That's wisdom. Okay? You become non-judgmental. Nó không có phán xét người ta nữa. Không có chỉ trích người ta, không có chê bai người ta, không có đổ lỗi người ta. You no longer judge people, you no longer blame people for your suffering. You're suffering and you say, it's your fault. That person has no wisdom whatsoever. Cái người á, mà đang khổ sở, đang đau khổ, mà nói cái tôi đau khổ ngày hôm nay tại lỗi của ông. Cái người đó hoàn toàn không có trí huệ. Okay? People says, I'm doing this and this because you're an evil person. Nói tôi làm cái chuyện này tại cô là người rất là tàn ác. That person has no wisdom either. Người ta cũng có trí huệ. Okay? You don't blame others. You don't fault others. Mình không nhìn lỗi người khác. Mình không đổ cái lỗi mình, cái đổ lỗi cho người khác. Okay? What do you do then? Lúc đó mình làm cái gì? You forgive. Mình tha thứ. Mình khoan dung. Mình bao dung. You become all embracing. You forgive. You don't blame people anymore. Mình không nhìn cái lỗi người ta. Mình không trách người ta nữa. Mình chấp nhận người ta. You accept them. Even though you know they are an imperfect Catholic, but it's okay. You still accept them. Mà nhiều biết người ta là người Công giáo mà chưa vẹn toàn, mình chấp nhận người ta như thế. Okay. All right. We go to 143. 143. Wonderful conduct without dwelling. Moreover, Shubuti. As to dharmas, a bodhisattva should not dwell anywhere when he gives. He should not dwell in forms when he gives, nor should he dwell in sounds, smells, tastes, tangible objects, or dharmas when he gives. Shubuti, a bodhisattva should give thus. He should not dwell in marks. And why? If a bodhisattva does not dwell in marks when he gives, his blessings and virtues are immeasurable. Fu zi, xu bu ti, bu sai yu fa, ying wu suo zhu, xing yu, bu shi, suo wei bu chu se bu shi. 不处生相未处法布施须菩提菩萨应如是布施不处于相何以故若菩萨不处相布施即福德不可思量来 nữa tu bồ đề bồ tát phải không trụ ở pháp mà hành bồ thí. Ngài chẳng trụ sắc khi bố thí. Chẳng trụ thanh hương vị xuất pháp khi bố thí. Tứ Bồ Đề, Bồ Tát phải như thế nào mà bố thí? Chẳng trụ ở tướng. Tại sao? Nếu Bồ Tát chẳng trụ tướng mà bố thí, thì phước đức không thể đo lường. Okay, we are on slide 146, 146. The bodhisattva should not dwell anywhere when he gives.
cái người Bồ Tát không nên trụ bất cứ nơi nào khi mà thực hành cái pháp bố thí. The Buddha then explains. Cái Đức Phật mới giảng tiếp, nó rõ, nó rõ cho biết. He said the Bodhisattva should dwell nowhere, should dwell anywhere, meaning that nowhere at all. Không thể trụ chỗ nào, meaning that it cannot be seen, nor can it be seen. Bất cứ chỗ nào, có nghĩa là không, cái chỗ không có thể thấy được, cũng như cái chỗ có thể thấy được, đều cũng không trụ. Okay? Meaning that the Bodhisattva, when he practices giving back to his parents, maybe that he can dwell on the mark of filiality or non-filiality. Okay? Nói ra hàng những cái người mà Bồ Tát, mà khi mà Ngài mà tu cái pháp bố thí, mà chữ trả hiếu cho cha mẹ đó, nhưng khi có cái tướng là trả hiếu hoặc có tướng không trả hiếu, bất hiếu, okay, không có trụ tướng nào hết đó. He's not attached to the mark, any mark, không có trụ bất cứ cái tướng nào hết. It cannot be or can be heard, không phải cái chỗ mình có thể nghe, có thể thấy được. Okay. It could be a place that's worldly, or could be a place that's transcendental. Có thể dùng cái pháp thế gian hoặc cái pháp xuất thế, hoàn toàn không chấp. Okay. The concept that's often repeated in the Vajra Sutra, cái kinh Kim Cang này có dùng cái chữ trụ, cái trụ hoài, cái nêu ra cái chữ trụ. The Vajra Sutra uses the word dwell frequently. Okay, the dwell here is basically a metaphor for attaching to. Cái chữ trụ này là một cái biểu lộ cho, biểu tượng cho cái tâm chấp trước. Okay. In the prior section, cái phần trước đó, the Buddha answered how to subdue. Now he answers how to dwell. Cái phần trước đó, Đức Phật giảng là làm sao để mà chế phục được cái tâm vọng tưởng, làm sao chế phục nó. Thì bây giờ cái phần này Đức Phật giảng làm sao để mà trụ. Yes. Dwell means true. True means not without chú chúa. In the previous section of the sutra, he says, answers how to xiang fu, wang xiang xin. Okay? Now he's talking about dwelling, how to anchor your mind. Before he says how to subdue your mind, now to anchor your mind. So before, in the prior section, in order to subdue your mind, you have the need to make the big resolve. Thành cái phần trước mình khi mà giảng về là muốn chế phục được cái tâm á, là phải lập đại nguyện. Okay. Bây giờ muốn trù á, cái tâm lại đó, mà không còn chấp trước nữa, là phải hành cái đại hạnh. Now in order to dwell, you need to practice the great practice. That's how you dwell. Okay. So in other words, you make the vow and the practice, they have to be done hand in hand. Thì nói cách khác là cái nguyện với cái hành đó, nó phải song song với nhau, nó cùng một lúc mới có thể chế phục và trụ được. It has to be hand in hand so that you are able to subdue and dwell. So it has to be both vow and practice. Có hành và nguyện và hành. Okay? And so before, the vow is to vow to save all living beings. Thì phần trước muốn chế gục cái tim á, tâm á, thì phải nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Bây giờ
mà muốn trụ thì phải tập bố thí, phải tu hành bố thí. Yes? Any questions? See, see, see how the Bodhisattva is doing. Thành ra quý vị thấy cái hành Bồ Tát nó rất giản dị. You don't. See, and today is the final week of the, a young lady who's how old is she now? 100 years and two, right? Right? Your mother. À, cái bà cụ này là 107 tuổi. Okay. Okay. And so for her to go to the Pure Land, then she only has one thing. Là quý vị biết không? Muốn tới cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị làm một chuyện thôi. Là bố thí, you practice giving. This is what Bodhisattvas do. Tất cả Bồ Tát chỉ làm một chuyện, tu một pháp. Pháp bố thí. Okay. Cái căn bản của Bồ Tát đó là phải bố thí. The fundamental practice of Bodhisattvas is to give. Yes. They give in everything they do. Tất cả những cái chuyện Bồ Tát làm đó, nó đều là bố thí. Như vậy nghĩ lại cho coi. And that's why this young lady, this 107-year-old lady, needs to understand when she gets to the Pure Land. Là quý vị biết cái bà cụ này mà tới Tây Phương Cực Lạc phải hiểu chuyện. Tới đó là phải tập tu bố thí, tiếp tục tu bố thí. She continues to practice giving. Okay. And what is this giving dharma here? Cái pháp bố thí là gì? This is the first bodhisattva practice. Cái này là cái ba la mật đầu tiên của cái bồ đề, cái hành bồ đề, hành bồ tát. Ok, là quý vị muốn tu cái hành bồ tát thì việc đầu tiên là phải bố thí. So in other words, if you want to practice the bodhisattva path, you have to practice giving. Okay, bodhisattvas appear everywhere to practice giving. Thành Bồ Tát á, hiện ra khắp tất cả trong cái pháp giới này á, để mà bố thí. Okay? Any questions about that? So, it's the starting point of the Bodhisattva path. Là cái đường Bồ Tát, cái Bồ Tát đạo đó là phải bắt đầu với bố thí. Thành ra khi mà giảng kinh đó, trong kinh này Phật mà dạy về bố thí là nó tượng trưng cho cái hành của người Bồ Tát. So in this sutra, Vajra Sutra, when the Buddha explains about giving, it's alluding to the Bodhisattva practice. Okay? Because it's the basis of all Bodhisattva practices. And là cái bố thí là cái căn bản, cái nền tảng của tất cả những cái hành Bồ Tát. Is it clear? Okay, now time is up. Nếu quý vị không có thắc mắc nữa thì giờ đã hết rồi. So today we should have a small ceremony to conclude the 7-week thing for the for this young lady here. So we should wrap it up for her and wish her the best. Thành ra ngày hôm nay chúng ta kết thúc cái tuần thứ bảy, cái thất tuần cho bà cụ và chúc bà cụ may mắn trong cái đường Bồ Tát đạo. I wish her the best of luck in her Bodhisattva practice trong cái đường cái hành Bồ Tát của bà cụ. Okay. So. I think so, yes. It's so funny that this lady here has a very hard life because she
She was from a rich family and got married into another family, and the husband deserted her. He abandoned her after she gave birth to all the children. So he abandoned her, and so she is left in a very poor to raise her children, to the point where the oldest daughter sacrificed herself to help her support her siblings. And so she had a very hard life, and yet all her children died, and she survived all her children, and she lived to be 107 years old. It's very fascinating. She has a very unhappy life. So, but she is a good person, so she came to a good ending.